Em ơi, mình thấy đây như có tổ dừa trắng nè, không biết có con không mình không biết nha. Mình có mình lên mình không đem máy theo mình chở mình quay cho anh em xem được. Bây giờ mình để mình leo lên trển xem bắt xuống coi có không nha anh em. Mình phải leo lên luôn à. Để mình leo lên coi có chim con không. Rồi giờ để anh em theo mình nha, để mình leo thử mình cái mình leo xuống cho anh em xem. Leo muốn ná thở luôn, trển này hai con mà nó bay bên kia thành con rồi. Còn con này nó chưa bay được nha, nên nó rớt xuống ngay gốc luôn. Nó còn đậu đậu trên cây á, mình gỡ. Còn con kia nó bay đâu mất tiêu luôn rồi, giờ bên đường xài quá nó mà mình không có đường kiếm nha. Đây trước mắt là được con một anh em ơi. Tại chim mà nếu mà để bắt chim lớn thì là thường thường còn có con hai con à, ít khi nào được bốn con nha. Lúc mình bắt chim nhỏ, chim non thiệt non á nó mới còn được bốn con hoặc năm con luôn. Còn chim mà tuổi này thì con một à, hai con là thách lắm à. Tại mẹ nó nuôi mồi không có đủ. Vậy mà nhiều khi nó ăn con nào lớn là nó lớn luôn, còn con nào nhỏ thì nó ốm nó chết luôn. Mệt. Mình leo trên cái tổ ngoài xa. Mình không có cây thòng lấy cây, mẻ nhánh cây, cây nhỏ mà thọt nó ra ngoài đứng ngoài, miệng ngoài cây mình hấp tới. Nó phải leo xuống. Rồi leo ngược lên lấy cái cây. Giờ để mình đi kiếm cái con kia coi, để lâu quá nó bay mất tiêu nha. Nó hồi nãy nó rớt bên vườn xài bên đây nè, em cứ bay qua vườn xài nó đó. Giờ để mình qua đó mình kiếm thử nha, hên xui thôi chứ giờ không biết đâu kiếm nữa. Hy vọng bển mình nghe nó kêu nha. Bây giờ mình đi dài dài bển nè, hy vọng là gặp được nó mình bắt về. Mình nói để cho anh em nuôi, nuôi chia lại cho anh em nuôi, còn mấy mình nuôi. Nó mới bay à, nó bay chưa có mới có lẻ được, nó bay vừa bay vừa rớt hơi á. Nên nó rớt vườn xài nè, nãy mình trên đầu cây mình nhìn thấy qua đây thôi chứ mình không biết nó rớt chỗ nào nữa. Hy vọng là kiếm được em nói nha. Rớt thì thấy mình thấy em trên trển mình ngồi trên cao mình thấy nó rớt qua đây nè em ơi, mà không biết đường ở đâu kiếm. Nó không có kêu, có nghe nó kêu ét mình kiếm được. Đi vòng vòng chút coi gặp nó không nha. Bây giờ ở đây nè. Mình không thấy luôn. Đây nè anh em ơi, gặp lại anh em ơi. Nó nằm nè, đó. Đây hai con nha anh em, mình nói là nó mất tiêu rồi, mình trên cây mà nó bay cái vườn nè, cái vườn mênh mông thiên địa gì mình đi kiếm nãy giờ nó xỉn nỉn luôn. Rồi nó bay tới đây nó nằm đây nha, quả đã luôn đó. Đem về mình nuôi, anh em nào muốn nuôi thì mình để lại cho con nuôi nha. Đây nè, đây con nha, đây con nè, hai con. Chim này nuôi là rất là dễ nuôi anh em. Nãy tự trên cây, con này cũng mới có đuôi hơi dài hơn con này được chút à. Đây. Nè. Con này đuôi nó ngắn hơn cái con này chút, bây giờ con này nó bay từ bên kia nó bay tới bên đây luôn. Còn con này nó chưa bay được. Bây giờ mình nói thì cũng chắc mắc rồi. Ai vậy, nó nằm một đống đây nè. Đây anh em, hai con nha. Đây con. Đây con nữa. Nãy mình leo mình lên nè, nên mình không có quay được trên cái tổ cho anh em xem, mà cái tổ miệng ngoài á, mình phải lên chỗ mình lấy cây mình thọt. Mình thấy nó nằm mình lấy cây thọt nha. Cái con này nó cố lì nè, con này nó lì nó đeo cứ ngắt thọt kiểu nào nó cũng không rớt chứ. Có con này động động nhẹ nhẹ cái nó bay à. Kiếm nó giờ muốn xiển niễn luôn, nó leo cây mệt rồi. Mình leo lên mình không gặp nó, leo lên mình gặp nó chứ mà mình bắt không tới, phải leo ngược xuống lấy cái cây nữa. Đây được hai con chim này là rất là dễ nuôi nha.
Đây, cánh còn lông non không anh em? Ống này còn nước nha, chứ ống này chưa khô lông đâu, ống lông chưa khô đâu. Về phải tốn tiền mua thức ăn cho nó ăn nữa rồi. Bụng chống phọc nè. Con này cũng vậy, hai con nào cũng chống phọc luôn. Rồi, anh em nào có mua thì liên hệ với mình nha. Chắc mình bán con rồi, còn con mình để nuôi chơi. Lâu lắm rồi mình không có còn con chim săn nào chứ. Rồi, anh em xem thì cũng nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Chào anh em. Quá mệt rồi, leo mình máy nè. Mồ hôi chảy mồ hôi hột luôn.